Cả nhà có khỏe không? Mình kể chuyện này cho các bạn nghe nha. Lúc mà mình đi qua Mỹ đó các bạn, mình nghe người ta nói cái khu nhà ma, mình không biết cái nhà ma là ở đâu, mình cũng tò mò phải không? Cái mình hỏi chồng mình đó, nói anh nhà ma là ở đâu nha, mà mình nghe mấy anh mà nhậu á, tại vì bạn của chồng mình á đi lại nhậu nhậu chung đông lắm, cái mấy người đó không tối nay á đi lại nhà ma đó, gìn thử có ma không, mà người ta đồn có ma cái khu đó, người ta nói là cái khu nhà ma là người ta biết à, là cái chỗ đó là mình ở đó, cái nhà của mình ở ví dụ như nhà ma là bên tay phải, mình là bên tay trái phải không, mình nhìn qua cái lộ xéo là thấy nhà ma đó. Mà cái mình cũng tò mò à, cái đó mình mới qua thôi, mấy người đó người ta nhậu đông lắm, người ta nói tối nay á chờ xỉn xỉn đi rồi đi qua bên cái khu nhà ma để thử rồi sao. Cái mình nói trời ơi, ở đây có khu nhà ma ghê quá, sợ mà, tại vì mới qua có 2-3 ngày thôi. Rồi cái các bạn biết sao không? Mấy người mà em chồng của mình á, mấy cái chú mà con trai đó, cái xong rồi nhậu cứng cứng rồi, với mà bạn của mấy chú với chồng mình á, biết sao không, đi qua bên đó lúc mà cỡ người ta nói thường thường á, đi qua nhà ma gìn á thì cỡ 12 giờ á, ma nó mới hiện lên. Rồi cái mấy chú em chồng của mình á, biết sao không, đi cái đó, đi qua bên lộ ngang cửa thôi, xéo từ nhà mình đi lại cái nhà ma nó cỡ chừng 6 cái nhà thôi là tới nhà ma đó, nhìn xéo qua khúc đường là thấy thôi. Cái mấy chú đó chèo vô hàng rào, xỉn mà đâu có sợ đâu, chèo vô hàng rào, cái đầu giặt cái màn ra coi á, thì thấy cái mấy cái đèn nó leo lét ở trong cái nhà mà không có ai hết trơn á. Các bạn biết sao mà ta đặt cái đó là nhà ma không? Mình cũng nghe người ta kể lại thôi, là cái khu nhà đó là tính ra là cỡ chừng mấy chục năm nay rồi không ai ở hết trơn á, rồi người ta đặt là gần nhà ma luôn. Hô cái gia đình đó đâu là hai vợ chồng hai đứa con gì ở trong cái nhà đó, cái bị ăn cướp vô rồi nghe nó giết tại nhà luôn, là chết hết mấy người đó luôn, 5-6 người giết chết luôn. Rồi từ đó tới sau là cái nhà đó thì người ta đặt là nhà ma luôn đó, người ta vô mướn ở đó. Các bạn biết sao không, mướn ở đó là người ta không có ở được, bằng đêm đó là mấy người đó hiện hình lên, nói đi ra khỏi nhà tôi đi, đừng có mà vô ở nhà tôi gì đó, nói mà mình kể nổi cục các bạn. Rồi cái đầu cái đừng có ở nhà tôi gì đó, ai vô mướn đó các bạn biết sao không, mướn ở có chừng tháng 2 tháng là người ta đi hết nè. Mô phạt nha, con chỉ kể thôi nha, đừng có nhát con nha, con kể tại vì mình có đứa cháu bên Việt Nam á, nó kêu dì ơi kể chuyện ma bên Mỹ con nghe đi, nó kêu mình kể, mình mới kể cho nó nghe. thằng cháu trai của mình đó, nó đâu cũng cỡ học lớp 5 lớp 6 vậy rồi, nó nói dì ơi dì kể chuyện cho con nghe đi, chuyện ma bên Mỹ đó con nghe, cái khu nhà ma sao đó dì kể đi, ngày hôm nay dì kể cho con nghe nha. Băng mình có mấy đứa cháu trai bên Việt Nam nó thích nghe kể chuyện ma lắm, giống như mình hồi xưa đó, mấy người hàng xóm lại kể chuyện ma, mình nghe cái hồi mình ngủ luôn vậy nè, nghe thích mình được ngủ luôn. Rồi để kể cái chuyện bên Mỹ cho các bạn nghe nha. Rồi mấy đứa em chồng mình nó đi qua, nó nói như nè, vô nó lạnh lắm, lạnh như lắm, lạnh luôn, cái đèn cũng như là đèn lu lu vậy nè, nó mờ mờ cái mà tối hù, mà người ta nói nhà ma đó nó gìn mấy cái đường cửa sổ như nè, cửa sổ đó người có hí hí ăn tí nó gìn, thường thường đi 5-6 người mới dám qua chứ một người không phải dám qua. Mình mà đi đâu về đó, ngang cái khu nhà đó ngay trong cái đó là ngay trong cái đèn đỏ luôn, cái mình dừng lại đó, mình niệm phật, mình ví dụ như mình có chuyện gì đó, buồn hay gì đó không có vui đó, có chuyện gì mà mình muốn cho mình chuyện may mắn đưa đến mình đó, thì mình niệm phật, mình nói nam mô phật gì đó 3 tiếng rồi giúp đỡ cho con này kia gì đó. Thì mình nghĩ cục đất nào đó, các bạn
cũng có mà mấy người phước mặt hết á, thì mình cứ niệm Phật đi. Tại vì cái nhà đó nghe nói là 5 người chết trong đó, 2 vợ chồng chết rồi đâu, 3 đứa con nó chết. Mình mà ở bên Mỹ nha, mình nói cái khu đó nha, cái đường đó là người ta biết hết à. Đó, nên đó, mình làm cái này mình không dám nói ngay chỗ đó, để cho mà điều người ta biết hết rồi. Mà điều sợ lắm các bạn ơi, ngang chỗ đó đó, đôi lúc đó, mình đi mua đồ ăn rồi cho con đó, đôi lúc nó đồ ăn chắc tối đó, mình đi ngang mình chạy đó, là mình niệm Phật không à, mình nam mô Phật trong lòng mình vậy nè, thì mình sợ mình cứ niệm Phật vậy đó. Thì đó cái khu đó là nhà ma đó, thì mình ai á, mình đi đâu á, người ta nói ở cái khu nào với em, mình nói ở cái khu đó đó, là người ta nói ồ cái đó là gần cái chỗ nhà ma đó hả cưng. Cái hỏi sao chị biết, và cái chị nói như trời ơi cái đó là nổi tiếng rồi cưng ơi đó. Nên lúc ở nhà ma các bạn bán thì không được, mà cho mướn cũng không được, không ai vô ở được hết trơn. Cũng như là người ta chết oan ức đó, rồi không có ai mà vô mà ở được với người ta hết. Cũng như là lớn tuổi đi, bệnh hoạn chết đi thì người ta còn oan ức. Còn như tự nhiên á, sống mạnh khỏe mà bị ăn cướp vô á, nó bắn hoặc là nó giết đi thì chết cái sự mà oan ức á, thì người ta thành ma là gì đó. Nên cái khu đó đó, ai đi ngang ban đêm không ai dám đi bộ đó, toàn là đi xe không ai dám đi bộ. Hồi xưa con mình nó đi học á, có hai đường phải không, một đường thì lộ đằng trước cửa, một đường thì lộ sau lưng nhà. Tại cái nhà đó có cái lộ sau lưng nữa, con mình không dám đi đường trước cửa, nó đi bọc sau lưng. Bọc sau lưng thì nó hơi xa chút đó, nó nói ngang chỗ đó con sợ quá mẹ ơi, con không dám đi đó. Nhầm khi nó đi đi vẫn về thì hai ba đứa bạn nó đi chung đi trước cửa thì nó đi nhanh lên, ngang khúc đó là nó chạy không, mấy đứa nhỏ chạy không sợ. Còn cái nhà mà giống như là mình ở hồi xưa đó, cái mấy đứa em chồng mình nó hỏi chị ngồi đó chị biết cái gì không chị, cái mình hỏi gì sao vậy chú, nói chị ngồi kế cái bộ đó chị có hay không. Trời ơi, trời ốc mình đổ lên vậy nè, hỏi sao chú không cho chị hay sớm mà bây giờ chú mới nói. Nó nói sớm mà cách đó em quên, người khi xong rồi mình ngồi đó cũng như là có mấy cái cây trồng phía trên đó mà mộ hồi xưa đó người ta chết đó, cũng như là lâu quá đó người ta đi lại mua nhà rồi đầu người ta cứ lấy xi măng người ta lắp lên đó, thì có mấy cái mộ đó đó, rồi mình ngồi kế đó mình ăn trái cây, mình đâu biết đâu, mới qua Mỹ mà mình đâu biết cái chuyện gì đâu. Rồi mấy chú nói chị ơi chị ngồi sát cái mộ luôn đó. Từ đó tới sau á con mình nó ra gần chỗ đó nó hái cái cây ăn, mà cái mộ là nhà bên ta chứ không phải nhà bên mình nha, hái trái cây ăn. Cái mình nói con chỗ đó cái mộ đó con đừng lại đó, con lại đó con niệm Phật nha, để người ta la mình đó. Tại vì nhiều khi mấy người phước mặt đó đôi lúc đó, người ta nằm ở dưới đó các bạn, mà mình bước lên đó thì người ta đôi lúc đó, người ta làm cho mình bệnh hoạn đồ này kia đó, gọi là quở mình đó. Còn mà mình hồi xưa bên Việt Nam nha các bạn, mình lúc mà cỡ 8 tuổi mình đi ngủ giường với ba mình đó, mình coi chừng mấy cái cây này nè. Tại vì thường thường á là chín rồi thì mình phải coi chừng, nếu không ấy là ăn trộm nó vô nó hái hết ha. Rồi mình đi ngủ chừng giường với ba mình á, cái thời đó là có cái đèn pin nhỏ nhỏ vậy nè, có ba cục pin con ó vậy đó, để vô mà xài cái hạt tiện mới có đèn pin nha. Còn mấy đốt đèn trong, cái thời đèn trong không à, chứ không có đèn điện nữa. Rồi mình đi ngủ giường với ba mình, cái bữa đó trời có trăng, cái ba mình á như là ba mình hút thuốc đi, ba mình lỡ lậu lên giường rồi đó các bạn, mà quên lấy gói thuốc theo đó. Mà xưa là chồng thuốc ở nhà rồi hút là dắn ở trong cái miếng giấy gì đó rồi hút thôi. Hút quẹt thì hút quẹt bằng cái gì đó, bằng cái gì mà mình quẹt cái là mình cháy lên nó hút đó, chứ không phải là có hút quẹt ga đó. Hút quẹt bằng cái đó đó, cái ba mình quên thuốc hút, cái ba mình cứ kêu nói con ở đây nha, con đừng lội về với ba, ở đây đi ba lội về chừng 10 phút 15 phút thôi tới nhà rồi ba lội lên với con. Mình đòi đi chung nữa ba mình không cho, tại vì cấp đó đó đi đường ruộng nó như mà lỗ mương rồi đi cầu đó, con nít thì ưa té, ba sợ té rồi ướt mình đi, rồi ba không cho mình về theo với ba, ba bắt mình ở trên giường nữa. Các bạn biết chuyện gì không, trời có chăng đó mình thấy
mấy cái cốc của nhà ba mình, có mấy cái cây cốc gì nè, mình thấy ma nha, mình nói cục nó phóng qua bên này phóng bên kia, như thấy cái bóng màu trắng vậy nè, nó bay qua bên này bay qua kia đó, mà mình dính trong đầu mình tới giờ luôn á. Mình ngồi á, trong cái chòi nha, trong cái chòi mà không có cái gì hết trơn á, có cái đèn pin nhỏ gì nè mà ba nói á, đừng có sạc nhiều nha, sạc nhiều hồi nãy cái mình thấy nó bay, cái mình sạc cái đèn pin lên cái nó mất tiêu, cái ngồi mình thấy nó bay nữa, cái mình thấy nó bay qua bay lại á, mà cấp đó đó ba mình nói á, con mà thấy cái chuyện gì con sợ quá thì con cứ niệm Phật đi, tại vì trên đó nó cây cối không, mình nấu cục cây cối không à, cấp đó mình còn nhỏ, cái mình trông ba mình lên với mình nó, mình trông hoài ba mình không lên, tại vì khi mà mình đã sợ ma rồi đó các bạn biết sao không? Mình trông ba mình tới đó đâu mà ba mình ở với mình, cái mình sợ quá trời luôn, từ đó tới sau nha, ba mình đi đâu mình theo đó, má mình đi đâu mình cũng theo đó. Mà hồi nhỏ các bạn biết sao không? Ba má mình á, mình có mấy cây sầu riêng mà để đi bán đó, chèo ghe đi bán, mình với má mình ngủ á, ngủ ở dưới giường nó coi chừng sầu riêng, cái xong rồi má mình á dắt, mà mình còn thức á, dắt chiều á thì lụm sầu riêng để trong cái thúng hồi xưa đó, cái thúng á, bán, cái mình nói má ơi đi chợ á, cho con đi với nha, má mình ừ, tại mình ở đó ngủ mình sợ lắm, cái má mình ừ với mình, rồi má mình thấy mình ngủ ngon đó, má mình không kêu để mình ngủ, mình giật mình thức dậy. Hồi xưa má mình đi chợ đó cỡ cỡ 3 giờ khuya là đi rồi, chèo ghe đi, nhiều khi nước lớn nước rộng gì đó chèo cực lắm, chèo cả cả 1 tiếng mấy 2 tiếng mới tới chợ bán, mà đi bán sớm thì mới có bằng hàng bán, nó mới có giá, còn ngồi mình bán chồm hổm gì đó thì bán lận ký 2 ký thì nó lâu lắm, nên má mình phải đi sớm bán cho bằng hàng, má mình bỏ mình ngủ mình, các bạn biết sao mình thức dậy mình sợ ma, mấy con bơm đom đóm nó bay vòng cái bụng mà trong cái chòi nó bay vòng vòng gì nè, rồi mình nghe cá được với sông với mương nó quậy ầm ầm ha, rồi chim cò nó kêu ha, trời ơi cấp đó mình muốn xỉu nha các bạn ơi, vừa sợ ma mà sợ tùm lum tá la dân luôn á, từ đó tới sau á má mình ngủ đi ngủ giường nó, mình không dám đi, mình đi á, thì chị em đông á thì mình nói à, con ngủ phải có người chị theo hoặc là đứa em nào theo mình mới dám ngủ, sợ ma chứ. Hồi nhỏ càng sợ thì càng thấy, thì đi học về nha các bạn, thấy là chạy bộ nha, nhưng mấy cái khúc vắng mà nhà người ta không có đó các bạn biết sao không? Đi về một mình đó, nhiều khi đó, lộ bộ tới là 3 cây số mới tới trường hoặc là 4 cây số mới tới trường lộ bộ, khúc thì có nhà khúc không có nhà, mà xưa mã mồi không à, mà cây lùm xùm không à, cái xong rồi đó các bạn biết sao không? Tới cái khúc nào vắng không có nhà đó chạy, trời ơi chạy, nhiều khi nó muốn gướng vô cái cây mà té chạy quýnh quán hết trơn luôn, mà chạy trước khi mình chạy xong mình thấy sau lưng á nó nghe bịch 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 sau lưng mình, nó cũng như có ai rượt mình vậy đó, ghê lắm các bạn ơi, càng sợ này càng thấy có ma bên cạnh nó vậy đó. Còn anh rể của mình nha, anh rể thứ hai mình á, hồi lúc mà ảnh chưa có cưới chị mình á, ảnh còn con trai đó, ảnh nói lúc mà ảnh cỡ 10 mấy 20 tuổi gì đó, ảnh đi chơi về cái thời đó cũng không có đèn điện đèn gì hết trơn á, có cái đuốc á các bạn, giống như mình bó lá dừa đó mình đi, cái anh rể mình á đi về cấp đó là đi 2 3 thằng đi chung nữa đó, ví dụ như tới nhà thằng này nào tới trước á thì vô nhà trước, còn thằng nào tới sau thì vô nhà sau, rồi cái xong các bạn biết sao, anh rể mình nó đi về một mình ở trong cái nhà đó, cái nó trời ơi mấy thằng bạn của anh tới nhà hết, bây giờ trước mặt á có một người kìa, thôi mình đi theo người ta để về chung có bạn, tưởng là đi coi phim, cái thời đó là toàn là đi coi phim ca nhạc gì đó, lâu lâu mới cũng như là ở trong quê là cũng như là có như là kêu bằng đoàn ca nhạc hay là chiếu phim về xã chiếu gì đó mà mới được đi coi, anh rể mình đi coi á, các bạn biết sao không? Đi về cái khúc mà đường cuộn á, cái thấy có cái bóng ai đi trước á, mà anh rể mình có cái đuốc dài vậy này mà đi cỡ 3 4 tiếng ấy, 3 4 cây số mới về tới nhà, cái còn khúc đuốc gì nó hết rồi mà không có gì mà đốt nữa, nên ảnh mới thấy có người ta trước á, anh đi chạy theo, anh nói ê ê chờ tôi với đi chơi chung cho vui để nói chuyện, mà anh kêu người ta hoài người ta không nói chuyện với ảnh, cái anh thấy bạn nguyên một đồ trắng anh gượt theo mà tóc màu đen nha, anh gượt theo á, anh nói ê
chờ tôi đi chung chứ đâu mà cho tôi bớt sao ma. Mà trong khi đó các bạn biết chuyện gì không? Mấy cái cây mà cũng như là cây tre đồ cây này kia nó mấy bụi tre mà bự bự gì nè, rồi xong rồi đó nó biến vô trong mà cái bụi tre mất tiêu luôn. Ảnh nói ha, ảnh nhìn gì nè, thấy nó hỏng lên một khúc gì nè mà bằng nguyên đồ trắng đó, là có ma thiệt đó các bạn. Thường thường mấy người đi phía là đi một mình ha, nhưng mà đi khúc trắng rồi đó, tại hồi xưa đó cũng như là cái thời ông cố ông sơ mình nó giặt giả chết chết quan chết ức rồi bệnh chết đó, ai cũng đều mắc hết đó, rồi không có nhà cửa không ai thờ cúng đó, nên người ta đi khơi khơi vậy đó, ghê lắm đó. Còn hồi xưa cái ông mà ông bảy của mình đó là em rể của bà nội mình đó, cái thời mà đánh giặc gì đó là ông của mình đó là bị người ta giết á, người ta kêu ông bảy của mình nó đang ngồi coi phim phải không, coi ở trong gia đình nó có kêu hòa bình gì đó, rồi xong về rồi người ta thụ án gì đó, cái ông bảy mình đang ngồi coi phim trong gia đình gì đó, cấp đồng là nghĩ đến giặc rồi, mình nghe bà nội kể thì thôi nha, mà mình không có biết, mà mình nghe mà mình sợ lắm, rồi cái đang ngồi coi phim trong gia đình gì đó, người hàng xóm toàn là người Việt không à, cái nói ê, 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 kêu đây kêu tên luôn nha, đi ra đây nè, tao nói mày nghe cái này nè. Cái ông đó ông thấy nhìn ra ngoài đông quá, cái ông mới lú lú ra ông nhìn, ông nói mày ra không, ông ra là vợ con mày chết hết á, cái ông biết là có thù oán rồi, nó lôi ông bảy của mình đó là em rể của bà nội mình, em rể ruột đó nha, là cũng như là bà nội mình thứ hai, còn bà kia là thứ bảy, là cũng như là em ruột của bà nội mình có chồng đó, thì lâu ra ruộng đó các bạn biết sao, đập đầu ông bảy mình á, ở trong nhà nghe la nắm luôn, con ông bảy núp núp cũng như là núp gốc cây gốc chuối vậy đó, gốc tre vậy đó, gần nó cha mình nó bị người ta đập, tại vì mấy chú của mình nó cấp đó là người có 7-8 tuổi 5-6 tuổi không à, rồi bà bảy mình á đốt đuốc đi ra kiếm á, là nó đập cái đầu ông bảy của mình nó banh hết trơn luôn. Cấp đó mình nghe nói là hòa bình rồi đó các bạn biết sao, người ta thù giết với nhau vậy đó, đập ông bảy mình chết mày ruộng luôn, nghe ông bảy mình la chờ dữ lắm mà kêu cứu đó mà không ai cứu hết trơn, là người Việt với người Việt mà giết với nhau vậy đó, đó là kẻ thù vậy đó. Người cũng như là bên Việt Cộng, người bên quốc gia này, mình không có hiểu được cái đó, mình nghe bà nội mình kể thôi. Đó là cả bà bảy mình chồng chết rồi, là bà bảy mình ở dĩ nuôi 5-6 đứa con đó, là bị người ta giết vậy đó. Còn anh rể thứ hai mình đó, anh rể thứ hai mình đó là ba của ảnh đó, cấp đó má của ảnh sanh ảnh ra là cấp đó ảnh mới có tuổi mấy à, cũng bị người ta giết đó. Hòa Bình rồi cũng bị giết chết nữa đó, nên đó, hồi xưa mình nghe ba má nội mình kể lại đó, mình thấy tội nghiệp cho mấy người mà đánh giặc quá à, cũng như người Việt với người Việt với nhau mà giết chết với nhau vậy đó, ghê lắm các bạn ơi. Nó cũng như là hồi xưa đó là nhà mình có mấy cái sông đó, ba mình nói là nước ở dưới cái sông là không dám uống, là các bạn biết sao, nếu như đường ong chết đó, thì nghe nói như sao rồi đó, đường ong chết là lật bụng lên hay là nằm xuống gì đó. Lâu quá mình không có nhớ, cho ba mình kể lúc đó mình còn nhỏ coi. Đường ong chết thì lật ngược lên, còn đường bà chết thì lật úp xuống mà trâu dưới sông nha, là ba mình nói là nước ở dưới sông là con vi trùng không đó, là không dám uống luôn đó, là kêu bằng dịch tả đó, là chết đó, nước lớn trôi vô, nước dòng trôi ra. Thì ba mình nói á, nội bỏ xứ đi luôn, rồi bà nội mình nó có 3 người con mà xài nước đó, đó ở dưới sông đó là 3 người nha, chết hết 2 người, còn có 1 mình ba mình thôi đó, bà nội phải bỏ đồ hết tất cả đi xứ khác sống, đi cũng như là bao nhiêu năm vậy, bỏ nhà bỏ giường bỏ đất bỏ hết, bà nội mình ôm ba mình đi, ông nội bà nội ôm ba mình đi để chết nữa, tại chết một người cô với một người bác, ba mình là út đó, là còn ba mình đó, là 3 đứa con, là bà nội mình chết hết 2 người, còn 1 mình ba mình đó,
là kêu bằng dịch tả đó các bạn, cũng như người ta chết rồi không có đi chôn đó, nó trôi ra thành nước, thành phân đó, cái xong mình uống cái nước đó, cái mình vô mình bị bệnh đó, là gia đình của bà nội mình đó là bị dịch tả chết. Mà bà nội mình nó đi đi thí dụ đi xứ này đi, đi xuống xứ khác ở đi cũng bị người ta chết nó, bà nội mình mướn nhà ở, cái vô cái nhà đó người ta cũng cho bà nội mình mướn nữa, cái hàng xóm nói cô ơi cái nhà đó cũng có bị bệnh dịch tả chết rồi, người ta đi đó cô đừng vô đó nữa, bà nội mình nói xứ xa tới mà đâu biết đâu. Bà nội mình nói trời trời tôi á, gia đình tôi mới chết hai đứa con tôi trốn cái dịch tả tôi đi mà giờ bị nữa, bà nội mình mới đi nữa đó, đi hoài vậy đó, cái thời đó khổ lắm. Cũng như là ai sống được là may mắn lắm đó. Rồi hồi xưa đó ông nội mình cứ cấp đó ba mình lớn tí rồi mới cứ vợ, cứ vợ đi, rồi ba mình là người dân thì cấp đó là ba mình có một người chị thứ hai rồi, cái người ta nghi ba Việt cộng thì nghi ba mình quốc gia, quốc gia thì nghi ba mình Việt cộng, hai bên nó quánh ba mình á, ba mình nói dày đó đạp ba mình mẩy xương như chứ sắn gì đó, ba mình á là tính là chết rồi, tại vì bà nội mình còn có một mình ba mình thôi, cái vừa nhốt vô tù phải không, ba mình là chịu oan dữ lắm các bạn, ba mình cũng như là người Việt Nam mình nha, Việt cộng, nói ba mình qua bên quốc gia, ba mình đâu có đâu, ba mình đâu có đi đâu, rồi xong rồi quốc gia cũng là người Việt mình luôn, nói ba mình bên Việt cộng, bên này quýnh đã đi cái nhốt ba mình xong thả ba mình ra vài tháng, cái ai chọt chọt đó nói ba mình gì nữa, cái đầu bắt nhốt ba mình nữa đó, quýnh ba mình bầm dập hết trơn á. Hồi xưa bà nội mình á, trồng lúa với nuôi gà nuôi vịt, bà nội mình gom đâu cũng được á, một tô hai tô vàng gì nè, bà nội mình á, hồi xưa làm là có tiền mua mua vàng không à, cái người ta nói á, bây giờ ba ở tù bầm vậy rồi, bây giờ bên Việt cộng quốc gia nghi ba vậy đó, nếu như bà có cũng như là 100 cây vàng đi bà mới cứu con bà sống được. Cái bà nội mình nó thấy vậy, bà nội mình mới lo lót, bà nội mình đưa cho cái ông gì hàng xóm đó cũng có làm việc nữa, nói chú ơi chú gắng giúp cho con tôi ra khỏi khỏi mà cái tù, bà nội mình đưa thí dụ tô vàng gì đi đưa, bà nội mình nói vàng là bằng tô chén không à, hồi xưa bà nội mình tội nghiệp lắm, đưa cho cái chú nó tô đi, cái chú đó lo không được cái hết tô vàng của bà nội mình, cái xong rồi bên kia người ta nói thôi bây giờ bên đây lo không được đưa bên kia đi, cái bà nội mình gom tô nó đưa cho người kia đó, làm hại là đưa cho người kia, người sau này đó mới cứu ba mình ra được. Kè ba mình ra nha, bà nội nói là ba mình về là chết rồi không có sống được đó. Mình mấy ba mình bầm luôn là mấy năm trời ba mình mới 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 đi lại được đó, là cũng như là kè hai bên như nè, dắt ba mình đi làm hai cái cây tre tập cho ba mình đi nè, ông nội bà nội còn có đứa con mà hòa, tại vì sợ mắc nữa, tại vì hồi xưa ba mình nữa có một mình chị mình thôi, tụi mình chưa có đó, bà nội kể cho nghe vậy đó, bà nội nói tài sản của bà nội là có một mình ba đó, mình kể mà mình muốn khóc với các bạn. Rồi xong rồi đó mình gắn kìm lại là mình nói chuyện cho các bạn nghe cái thời đó đó, nên đó, bà nội mình nó thương ba mình lắm, nói sợ ba mình chết đi rồi bà nội nội sống với ai đó, cấp đó rồi cưới má mình rồi cái chị của mình đó, cấp đó con tuổi à, đi vô tù á, đi vô mà tù á, đi với má đừng mà đi thăm ba, thăm giây lát rồi về, người ta cũng cho má mình đi thăm nữa, rồi về chị mình không có ngủ được, nói đợi đi kiếm ba không à. Rồi ông bà nội mình nó làm cực lắm, hồi xưa ông nội mình làm tóc, hớt tóc đó, cái thời đó là cũng như là hết cái xã cái làng đó có một mình ông nội mình làm thợ tóc thôi, ông nội mình ở nhà hớt nha các bạn, là từ sáng sớm ông nội mình chưa có ngủ đó, nó chưa có thức đó nha, cỡ chừng 4 giờ đó là người ta đi lại rồi đó, là hớt tóc đó, là từ sáng tới tối mà đốt cái đèn á, kêu bằng cái đèn mù u đó các bạn, giống như là mình đi lượm trái mù u về mình nắng lên thành cái đèn cậy, không phải đèn mù u mà để đốt đó, là cái thời đó đó là ông nội mình hớt đắt lắm, là hớt có bao nhiêu là không có xài, ông nội mình đi mua vàng để dành đó, bà nội mua vàng để dành đó, là cũng như là số ông nội bà nội mình làm cực bao nhiêu đó là lo lót cho ba mình sống đó, đó. Nên đôi lúc mình nhớ lại cái kỷ niệm tội nghiệp ông nội bà nội mình toàn ăn con cá lòng tông, cá bóng, tép đi xong
mà lo bán mấy trái cây này nè, mua vàng để lo cho ba mình sống đó. Nên nó đôi lúc bây giờ đó, đôi lúc mình có ăn đó, mình nói phải biết gì ông nội bà nội ông ngoại bà ngoại còn sống đó, mình đó, cho mấy người đó ăn đó. Nên nó đôi lúc đó, mình thấy cũng như không có ông bà nội bà ngoại của mình với ông ngoại làm sao có mình ngày hôm nay đó. Thì ba mình đó, thì chờ lo lót với ba mình mới sống được đó. Ba mình là người dân mà vô tội đó, hết bên này quánh bên kia quánh ba mình quá trời luôn. Nên bây giờ ba mình á, cái chân của ba mình yếu, bị đứt cái gì đó, cọng dây gì trong cái chân đó. Ba mình á, mới đi bác sĩ mổ rồi gắn cái cọng dây đó vô. Tại hồi xưa đó người ta đạp quýnh ba mình, chứ người ta cho ba mình uống xà bông, uống xà bông với uống cái gì đó, ba mình ói lên ói xuống rồi bắt ba mình quẩy đạn, không quẩy đạn thì nó bắn ba mình đó. Rồi nên bà nội sợ quá, rồi sau này á cứu ba mình về được rồi đó các bạn, thì bà nội mình bỏ xứ đi nữa đó. Bà nội mình bỏ xứ đi ra ngoài thành thị ở, bỏ giường đất đi hoài đó, đi ra thành thị ở. Rồi sau này hòa bình năm 75 gì đó, cách đó mình chưa có ra, năm 75 thì mới mấy chị mình thôi hòa bình rồi đó, thì mới ba mình nó mới về quê được, không còn đánh giặc đó, mới về quê. Mà về quê á là miền á, xung quanh nhà với ruộng đất đó là người ta đi làm vườn làm ruộng đó các bạn, là người ta bị chết ngoài ruộng á, cũng như là đạn mà nó rớt xuống mà nó chưa có nổ đó, người ta đi lên người ta bằng cỏ hay là người ta phát cỏ bước lên đó thì nó đổ nổ ra là người gãy tay người gãy chân đó. Nó khổ lắm các bạn ơi, mình nghe kể hồi xưa nó khổ lắm. Đôi lúc mà mấy đứa con cháu mình bên Việt Nam đó nó không có nghe được cái mà ông cóc bà cóc kể đó, là ông nội của mình kể cho nghe đó, thì bây giờ nó kêu mình kể đó, hôm nay dì kể cho nghe đi nha mấy đứa nhỏ. Anh nói dì kể cái chuyện hồi xưa cho con nghe đi, với kể ma đồ cho con nghe đi. Thì mấy đứa mà lớp 5, lớp 6, lớp 3, lớp 2 nó nói dì kể cho con nghe đi. Nó kể cái mình đưa lên mạng cái xong rồi mấy đứa nhỏ nó câu coi xong nó gì kể con nghe nữa đi nó, thì mình nhớ được cái gì thì mình kể cái đó vậy đó, là cái thời xưa là vậy đó. Còn ông nội mình nha, với má mình á ăn cơm á với ba nào đó đang ăn cơm đó, mà máy bay đó bay trên là lóc nhà vậy nè, bỏ mìn luôn ầm ầm vậy nè, đang ngồi ăn cơm với các bạn biết sao, phải phải bỏ mâm cơm mà đi xuống cái ghe không á, cái xuồng á mà chèo vô mấy cái bụi cây hay là cái gì đó là trốn đó. Còn mấy là nó bỏ bỏ mìn xuống là chết hết trơn, ở xóm của bà nội mình chết muốn hết luôn, bị mìn lớp mà Việt Cộng rồi rồi quốc gia gì đó hai bên đánh qua đánh lại, người dân chết nhiều lắm đó. Nên bây giờ mình đầu thai cũng như là sau này đó thì mình thấy sung sướng hơn cái thời xưa. Thời xưa nhiều khi ở xóm mình mấy chị mà kể, anh chị em chỉ đó xuống sông tắm đó, cái kêu bằng đạn bồ câu gì đó, người ta bắn súng đó, cái đang tắm năm sau đứa nít gì tự nhiên dãy đứa chết đơ đó, thì là bị đạn bồ câu đó, bồ câu chết bắn xuống nó bắn như là trúng vai hay trúng lưng hay trúng đầu. Chỉ nói cái chị hàng xóm đó, chị nói em của chị đang tắm dưới sông á, mấy đứa nít 6-7 đứa nít vậy, tự nhiên em chị chạy dậy chị ẩm lên á, thì thấy trong người em của chị ra máu họng máu mũi thì đạn nó bắn lên đó. Hồi xưa đó mà ai còn sống được tới giờ là may lắm đó. Nên bây giờ mình thấy ba mình hồi xưa đó chết lên chết xuống đó, mới sống tới ngày hôm nay. Nên mình nhớ là những gì bà nội mình kể cho mình nghe đó, tại vì bà nội mình sống tới 90 tuổi, bà nội mình không có lẳng tỉnh táo lắm đó, bà nội kể mình nghe đó nên mình thương lắm. Còn ông bà ngoại mình đó, thì mình không có ở chung đó thì ít có kể thường, tại từ ở trong nhà mình nó đi ra ông bà ngoại đó, chỉ có ngày Tết với mà ngày đám giỗ đám tiệc gì mới ra gặp ông ngoại bà ngoại thôi, mình phải lộ bộ là cỡ 4 cây số mới tới nhà bà ngoại mình. Nên hồi nhỏ nó lộ bộ cực lắm, ba má mình nó tới ngày Tết với ngày lễ lộc không anh, rồi thư xưa là không có lễ, chỉ là ngày đám giỗ thôi mới được gặp ông bà ngoại thôi, còn ở chung với ông bà nội nhiều đó.
nên ông bà ngoại với bà ngoại thì ông có kể mình nghe được nhiều, mà điều ông ngoại mình nó chết lúc đó có 45 tuổi à. Ông ngoại mình nó cũng như là đi làm vườn về, cái ghé nhà hàng xóm đó, nói cô chú ơi vậy vậy đó, kể chắc tôi không sống lâu đâu rồi này kia đi hàng xóm. Cái xong tự nhiên bà ngoại mình nó có cái miếng miếng bắp á, mà chồng đang tốt vậy đó, tự nhiên ông ngoại mình 5 giờ chiều ông ngoại mình ra đốn cái bắp đó hết. Cái bà ngoại mình la, bà ngoại mình nó bắp đang có trái ăn là sao ông đốn chi vậy. Cái ông ngoại nói tôi đốn đây nè, nữa tôi có chết đó bà chôn tôi đây nè. Cái bà ngoại nói ông khùng quá à, tự nhiên đang sống mà nó chết chết rồi bắp để có trái đừng cho mấy đứa nhỏ ăn, tại con có mấy cậu mình tới 8 9 đứa đàn bà ngoại cưng lắm để dành cho con mấy cậu mình ăn, mà tự nhiên ông ngoại ra đốn. Cái bà ngoại nói ông đừng có làm vậy, ông ngoại mình đốn trong vòng có tuần lễ gì đó là ông ngoại mình chết đó. Ông ngoại mình nó hồi xưa không có đi bác sĩ, mình cũng không biết sao mà ông ngoại mình chết kiểu kỳ quá, mình không biết là bị cái gì mà chết. Đi hàng xóm chia tay nói ví dụ bác hai hay là chị ba chị tư gì đó ở là mình khỏe nha, chắc tôi không sống lâu đâu. Mà các bạn biết sao, ông ngoại mình á đẹp người lắm, cao ráo đẹp trắng lắm, mà tự nhiên đi dài dài hàng xóm chia tay với hàng xóm đó mà chết. Cái mấy người hàng xóm nói chú tư chú năm gì chú đừng nói vậy không hên đâu. Cái ông nói tôi không biết sao nữa, mà hồi chiều này nè tôi lỡ đi trồng cái chuối mà lên trên cái mộ của người ta đó, cũng như là ông ngoại mình đi đào đào lỗ mà để trồng cái chuối xuống cái trong cái giường đó mà lên cái mộ. Cái ông ngoại bị nhức đầu, cái ông ngoại đi về nhà ông ngoại nói bà ơi sao tôi bị nhức đầu quá à này kia đó. Cái ông ngoại mình ngủ, ông ngoại mình chết luôn 40 mấy tuổi rồi đó. Thì ra là ông ngoại mình á mấy cái bắp của bà ngoại mình trồng lên nó lớn rồi có trái non, ông ngoại mình đốn phỉnh gì đó cũng như bề ngang cỡ chừng 3 thước, bề dài cỡ 4 5 thước gì đó đủ chôn ông ngoại mình tới giờ luôn đó các bạn. Đó vậy đó là ông ngoại mình nó biết được cái cảm giác mà không sống được đó, về tự đốn chỗ rồi chỉ cho bà ngoại tôi có chuyện gì bà chôn đây mà có 40 mấy tuổi đó mà chết trẻ vậy đó. Mà xưa đó ông ngoại mình chết đó là má mình nó nói đâu tính ra có 5 6 tuổi mà má mình không có nhớ rõ không. Rồi bà ngoại kể cho má nghe rồi má mới kể mình nghe, rồi bây giờ mình kể cho mấy đứa mà cháu mình nghe đó, rồi cũng như là kể chuyện mà miệng chuyện miệng hay gì đó kể gì đó. Đó mấy đứa cháu mình nói gì kể chuyện xưa cho con nghe. Còn còn bà nội mình á sống tới 90 tuổi rồi các bạn biết sao, mình ngồi kế bà nội mình hồi xưa mình bán tạp hóa đó, rồi bà cháu rảnh giấc trưa đó mình mới hỏi bà nội ơi bà nội sống thọ như gì đó, rồi bà nội kể chuyện ngày xưa cho con nghe đi. Rồi bà nội mình mới nói con ơi buồn á, thì ít vui vui thôi, buồn thì nhiều vui thì ít con ơi. Cái mình nói bà nội ơi như bà nội như vậy bà nội cực khổ như thế nào bà nội kể con nghe đi. Thì bà nội nói sáng mở mắt ra thì đi làm quằn quặc cho tới tối, tối thì về đó thì quầy quầy có nhiêu đó, rồi ăn thì cũng ăn hạt tiện hạt tặng để dành tiền vàng để lo cho ba mình đó, cũng như cả đời ông nội bà nội mình với ông ngoại bà ngoại không được hưởng gì hết đó. Như bà nội mình thì còn biết được tấm tiền đô, còn ông nội mình không biết, rồi ông ngoại bà ngoại mình cũng không biết, chỉ có một mình bà nội mình biết được tiền đô thôi, là chồng mình đó đem về rồi cho bà nội mới biết thôi đó. Bà nội mình hồi xưa cầm tấm tiền lên thương lắm các bạn, tấm này là sao rồi đổi cái tiền Việt là bao nhiêu, bà nội mình cầm bà nội mình cứ vuốt về hoài nè, mình nhớ trong đầu mình hoài luôn đó. Thương lắm. Nên các bạn nào á, bây giờ á, mình còn được ông bà ngoại ông nội bà nội mấy người mà xung quanh á, của mình còn lớn tuổi đó thì mình nên quý trọng mấy người đó đi, tại vì thời gian của người ta ngắn ngủi lắm đó, nên các bạn quý thời gian những cái gì mà người ta đòi ăn cái gì, cũng như ông bà mình hỏi mình nói ăn cái gì con đi chợ con mua hoặc là con đi đâu con mua vậy đó, tại vì người ta đã lớn tuổi thời gian ngắn ngủi lắm, nếu không có ông bà thì đâu có ngày hôm nay của mình đó. Nên hồi xưa đó mình cũng có hiếu với bà nội mình lắm,
mình ăn cái gì, đi chợ bà nội ăn gì con mua nó, rồi mình tắm cho bà nội mình nữa chứ. Cách đó mình hai mấy tuổi rồi, bà nội mình tắm thì cũng được, mà tại vì mình muốn đi vô gội đầu cho bà nội, rồi mình muốn tha xà bông tha này kia hết toàn bà nội vậy đó. Mình cưng bà nội mình lắm, bà nội mình tắm cho bà nội mà mình nhớ tới dĩ dãn, tại vì bên Việt Nam đó trời nực lắm, mình kêu bà nội mình vô nhà tắm đó, mình tắm cho bà nội á, mình còn nhớ trong đầu tới giờ. Nên các bạn nào á, còn ông bà cha mẹ thì hỏi người ta ăn cái gì mình mua đó, thì ông bà đôi lúc á mà người ta không ăn mà mình hỏi câu đó, người ta nói là mình có cái tấm lòng mà quan tâm tới mấy người lớn tuổi, người ta thấy hạnh phúc, người ta vui lắm. Đó mình kể rồi đó, rồi bây giờ văn băng nữa mở nghe đi nha con, tiếng toàn rồi đó. Mình mấy đứa cháu mình bên Việt Nam á, nó nói dì kể đi, dì kể hết này kia cho con nghe đi, hồi xưa như thế nào đó, dì kể chuyện xưa rồi đó, tụi con bắt lên nghe đi. Bye cả nhà nha, chúc cả nhà nhiều sức khỏe nha, lúc nào cũng khỏe hết nha.